Hello, xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đến với học tiếp theo của học cách đọc bản vẽ nhà công nghiệp do Lương Trainer hướng dẫn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ cho tôi qua hai kênh. Kênh thứ nhất, Facebook của tôi đây, các bạn có thể xem cái đường link bên trên, follow tôi ở cái chế độ là theo dõi trước để thường xuyên nhận được các cái quà tặng mà tôi post trên đường này. Cái chế độ thứ hai là bạn có thể chat cho tôi qua Zalo hoặc là follow tôi, thì Zalo bây giờ tôi cũng đẩy rồi, 0963459258, hoặc là cứ gọi điện cho tôi sẽ có thể tư vấn giải đáp cho anh em bất kỳ cái câu hỏi nào về cách đọc bản vẽ nhà công nghiệp. Ok, thì hôm nay trong cái phần bài học số 3 ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em đi đọc bản vẽ mặt bằng mái và bản vẽ mặt đứng kiến trúc. Rồi, hôm nay tôi sẽ lột trần toàn bộ các cái thông tin ở trong mặt bằng mái và mặt bằng kiến trúc. Rồi, như tôi vẫn nói, để đọc được bản vẽ thì bạn phải đứng trên cương vị của người thiết kế. Đó, thì bây giờ nguyên lý để tạo ra cái bản vẽ mặt bằng mái này như thế nào nhỉ? Nguyên lý để tạo ra mặt bằng mặt đứng kiến trúc này như thế nào nhỉ? Đấy, có rất là nhiều anh em sẽ biết cái điều này rồi. Đó, nhưng ở đây tôi chia sẻ cho những người ngoại đạo, những chủ đầu tư mà họ chưa bao giờ làm về công trình nhà công nghiệp, hoặc những anh em chuyên ngành khác chưa bao giờ tiếp xúc với nhà công nghiệp thì bạn có thể hiểu được. Nếu các bạn đã biết rồi thì xin các bạn gấp video này lại và chuyển sang các cái video tiếp theo. Còn chưa biết, đấy, lấy giấy bút ra ghi chép lại quyển sổ tay thông tin công trình của mình hoặc là sổ tay nghề nghiệp của mình. Tôi tin các bạn, tôi tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ cần đến những cái thông tin này. Ok, đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn anh em cái nguyên lý tạo ra mặt bằng mái này thì như thế nào. Thì đây, tôi cũng có mô hình 3D của công trình nhà công nghiệp này, được chưa? Và tôi sẽ dùng cái hình hộp, khối hộp, hình chữ nhật. Đây, tôi bật cái khối hộp này lên. Bạn không cần biết cái này là cái gì ở trong phần mềm làm gì cả. Còn nếu các bạn có nhu cầu mà muốn học về phần mềm Revit này, dựng một cái công trình nhà công nghiệp này, thì bạn có thể vào website là lungtrainer.net hoặc là lungtrainer.com để tìm cái khóa học về Revit nhà công nghiệp đó. Ok, tôi có một cái hình hộp này, đúng không? Đấy, thì thay vì tôi cắt giống như để tạo ra cái mặt bản vẽ mặt bằng kiến trúc, đấy, cắt qua các cái vị trí cửa sổ hoặc là cửa đi, thì ở đây mặt bằng mái tôi không cắt. Đấy, mà tôi sẽ đứng ở trên cao bên trên cái mặt bằng mái. Tôi tưởng tượng là tôi biết bay chẳng hạn, tôi đứng ở trên mặt bằng mái và tôi nhìn thẳng xuống dưới. Để tôi tắt cái hộp này đi, tại vì chúng ta không cần cắt thì chúng ta bỏ cái hộp này đi. Đấy, tức là chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang đứng ở bên trên một cái cao trình nào đó, miễn là ở trên cái mặt bằng mái này, được chưa? Đấy, sau đó là tôi nhìn xuống, từ trên tôi nhìn thẳng xuống, hay gọi là tôi chiếu thẳng đứng xuống bên dưới. Đấy, thì tôi sẽ có một cái mặt bằng là mặt bằng mái. Đó, và những cái chi tiết gì nhìn thấy đấy, mà từ trên tôi chiếu thẳng đứng xuống dưới, thì đó chính là các cái chi tiết cần thể hiện của mặt bằng mái. Thì đấy chính là cái nguyên tắc để người ta thể hiện chi tiết bản vẽ mặt bằng mái, được chưa? Đấy, đứng trên cái cương vị người thiết kế thì bạn sẽ hiểu là mặt bằng mái nó được tạo ra như vậy. Tức là chúng ta sẽ đứng trên cái mặt, một cao trình đó của mặt bằng mái trong mô hình 3D, sau đó chúng ta chiếu thẳng đứng xuống dưới, và cái những cái gì mà nhìn thấy thì đó chính là cái chúng ta cần thể hiện trong cái bản vẽ mặt bằng kiến trúc mái. Ok, thì tôi cũng thể hiện chi tiết đây rồi. Bây giờ anh em đã xem là cái nguyên lý để tạo ra mặt bằng mái rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trong khi mà chúng ta đã vẽ được cái mặt bằng mái rồi thì chúng ta cần thể hiện cái gì ở trong mặt bằng mái đó. Ok, tôi sẽ mở cái mặt bằng mái cho anh em xem, mặt bằng kiến trúc tầng mái. Ở trong này thì anh em vẫn thể hiện cho tôi các cái thông số về kích thước giữa các cái trục như thế nào. Cái thứ hai nữa, bạn cần thể hiện cho tôi là ở đâu có máng nước, có máng nước hay không, máng nước ở những khu vực nào xuất hiện thì chúng ta phải ghi chú vào, được chưa? Và cái thứ ba nữa đó là gì, tôn thì dùng tôn gì, đấy, có chiều dày bao nhiêu và có hãng nào, màu gì, đấy, thì bạn phải thể hiện ra được các cái thông số đó. Đấy, và úp lắp là úp lắp gì, khổ bao nhiêu. Tức là chúng ta nhìn thấy cái gì thì chúng ta phải ghi chú cái đó ở trong bản vẽ giúp tôi, để cho những người mà không hiểu bản vẽ thì họ cũng có thể biết được hóa ra là như vậy, hóa ra nó dùng tôn này của hãng này, màu này, đúng chưa? Hóa ra là mái nó phủ hết công trình và nó nhô ra khỏi trục là bằng này, đúng chưa? Hóa ra là vị trí này có máng nước, vị trí này có gì ạ, tôn nóc, vị trí này có ke cửa trời đấy, ví dụ như vậy. Thì đây là khu vực cửa trời. Ok, tôi zoom lên anh em xem. Đây, cửa trời là bao nhiêu mét thì mọi người phải ghi luôn, hóc mở 3 mét. Ok, đó thì đấy, trên mặt bằng mái chúng ta sẽ thấy được các cái thông tin như vậy. Đấy là các cái thông tin mà chúng ta cần nắm bắt. Rất nhiều anh em hỏi tôi thấy cái phần mềm Revit này thì khi in ra nó cứ mờ mờ ảo này, không, không phải đâu ạ. Do chúng ta zoom gần là chúng ta càng nhìn càng chi tiết. Ấn khi mà chúng ta ấn in chẳng hạn, giả sử đây là chúng ta chọn cái máy in PDF đi. Thì anh em sẽ nhìn thấy rất là chi tiết luôn. Preview này. Nó sẽ không bị mờ như vậy. Mọi người càng zoom to lên. Chúng ta in ra bản vẽ thật ấy. Được chưa? Ok, tôi in thử cho anh em qua bản vẽ PDF nhá. Ok này. Đấy, nhìn nó rất chi tiết này. Đã in ra anh em, zoom vào lên. Đó. Được chưa?
Đấy, 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 đấy là khuyên tôi anh em là lên dùng Revit. Ở đây nó tự động nó xuất ra mặt bằng máy, khi mọi người có mô hình 3D xong thì tự động nó xuất ra cái mặt bằng máy này, chúng ta không phải làm gì. Không giống như trong công thức ghép là các ông lại phải ngồi tưởng tượng, ngồi tưởng tượng à cái viền nó phải bo ra ngoài như thế này, đấy, à phải hack cái vị trí này, đấy, à phải làm cái động tác này động tác kia đúng không? Đấy, nhưng không, đây tự động nó xuất, việc chúng ta chỉ mỗi đi và ghi chú thôi, nó rất nhanh, rất đơn giản, rất gọn nhẹ. Nên các bác nào mà vẫn đang vẽ nhà công nghiệp bằng AutoCAD thì các bạn chuyển ngay vào phần mềm Revit. Đấy, người ta kết hợp giữa 2D và 3D, người ta sẽ hiểu rất là nhiều. Và trong Revit ý, ở trong AutoCAD thì người ta chỉ thể hiện được bản vẽ 2D này thôi, nhưng trong Revit thì ngoài bản vẽ 2D này thì tôi có luôn một cái bản vẽ 3D nữa. Đây, kích vào bảng kiến trúc 3D mái diễn họa thì người ta hiểu ngay à, nó ra thoải mái này, đây đây 3D diễn họa là bằng cách là tôi đổ màu. Đấy, giống như nếu mà đợt trước anh em làm thì anh em phải xuất cái bản vẽ máy này sang Photoshop sau đó anh em đổ màu, nhưng mà đây không cần, phát nó đổ màu luôn. Đây 3D diễn họa này. Đấy, thêm hình ảnh 3D luôn. Đấy, nó tự động luôn nhé, tự động nó xuất luôn. À, đây là ra xưởng rồi, 3D diễn họa mặt bằng máy cơ. Đó, thì người ta sẽ nhìn thấy luôn à, nó ra máy của tôi như này, như kia, thấy chưa? À, anh em hiểu chưa? À đây có vị trí cửa trời đây. Đó. À, mái này nó hình dáng như thế này, ở kia à, rất là dễ hình dung và rất là dễ tưởng tượng, hoặc là mặt bằng kiến trúc nhà xưởng như vậy. Đấy, sau khi mà chúng ta có bản vẽ mặt bằng kiến trúc à, dưới dạng 2D rồi, à, dưới dạng 2D đúng không? À, như ông không hiểu cái gì thì cho thêm cái bản vẽ mặt bằng kiến trúc dưới dạng 3D nữa. À, như này người ta ai chả hiểu đúng không? À, hóa ra đây cửa sổ, à hóa ra đây cửa đi, à hóa ra hình dạng nó như thế này, à ở đây là các vị trí của các cái cột, à hóa ra ở đây là có bán mái, đúng chưa? Đó, thì đấy là cái điều tuyệt vời mà anh em cần phải thể hiện, để khi mà người ta nhìn vào cái bản vẽ 2D và 3D này, người ta không làm Revit nhà công nghiệp, à người ta không làm bản vẽ nhà công nghiệp thì người ta cũng hiểu ngay được là nó gồm có cấu tạo như thế nào, hình dáng nó ra sao. Bây giờ là thời đại của 3D, sờ mó nhìn cảm nhận được, chứ không phải là thời đại của 2D. 2D là quá khứ, là dĩ vãng rồi. Đấy, nên anh em không cập nhật là rất là nguy hiểm. Đấy là tôi nói đến những anh em mà làm trong 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 chuyên ngành xây dựng, các bạn phải cập nhật công nghệ 3D ngay. Thì bây giờ nó có cái phần là in 3D rồi, người ta có thể in, dùng công nghệ in 3D để in ra hẳn một cái công trình thực, hoặc là cái công nghệ là kính thực tế ảo, tức là người ta đeo kính ở đó, người ta có thể đi vào ngõ ngách của cái bản vẽ 3D đó, giống như một cái công trình thực, người ta nhìn luôn cái công trình thực của người ta như thế nào. Đó, nhớ nhá. Rồi thì đấy là cái trình bày về cái bản vẽ mặt bằng mái. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiếp, đó là mặt đứng, các mặt đứng. Thì nguyên lý tạo ra các cái mặt đứng kiến trúc nhà công nghiệp như thế nào thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em. Ok, để hiểu được nguyên lý của tạo ra mặt bản vẽ mặt đứng ấy, kiến trúc ấy, thì bây giờ chúng ta quay lại cái mô hình 3D của tôi ở đây. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta cần phải tạo ra bao nhiêu bản vẽ mặt đứng kiến trúc, thì có bao nhiêu mặt đứng thì sẽ có bấy nhiêu bản vẽ mặt đứng kiến trúc, đúng không? Đây là một mặt đứng này. À, đây là một mặt đứng này. Đây là một mặt đứng này. Đây là một mặt đứng này. Đây là một đứng, đây là một mặt đứng, đúng không? Thì có 1, 2, 3, 4, đúng không? 4 cái bản vẽ mặt đứng chúng ta cần tạo ra. Rồi, thì bây giờ giả sử tôi tạo ra cái mặt đứng này hả? Đấy, thì giả sử bây giờ mọi người đứng ở phía này, đứng ở phía trước này, ở trước cái mặt, trước cái công trình này, đứng ở trước đây, đây đứng ở đây nhá. Đấy, sau đó mọi người từ đây, mọi người nhìn vào cái công trình này, được chưa? Đứng ở giữa cái công trình này, sau đó đứng từ đây, nhìn quay mắt nhìn vào cái công trình này. Đó, sau đó là mọi người chiếu nó lên, chiếu lên trên cái mặt phẳng thẳng đứng. Đó, thì chúng ta sẽ có được bản vẽ mặt đứng đấy nhá. Tôi đang đứng ở trước cái công trình này, sau đó tôi nhìn quay lưng, à, tôi quay quay mặt vào, tôi nhìn vào công trình này, đó thì tôi chiếu lên cái mặt phẳng thẳng đứng này. Đó, bây giờ tôi đang chiếu đấy, mọi người đợi một chút. Đấy, đấy, tôi chiếu lên thì những cái gì nó thể hiện ở trên cái mặt phẳng thẳng đứng mà tôi vừa chiếu thì đó chính là bản vẽ mặt đứng. Đấy, thì bây giờ được nó gọi tên là bản vẽ mặt đứng gì thì chúng ta quay lại cái với bản vẽ 2D, chúng ta quay lại mặt bằng kiến trúc này. Thì ở đây chúng ta nhìn nhá, nó có trục từ 1 đến trục 10 thì chúng ta đứng trước cái mặt đứng này, đây chính là chúng ta vừa đang đứng trước cái mặt đứng này này. Đó, thì quy tắc là chúng ta đặt mặt đứng theo cái tên trục từ trái sang phải. Đây chúng ta đứng trước ở đây, chúng ta nhìn vào đấy, thì trái sang phải là trục 1, sang phải trái đây là trục 1 đúng không, phải là trục 10, đây là mặt đứng trục 1 10. Đấy, thì chúng ta sẽ có luôn mặt đứng đây, mặt đứng trục 1 10, mặt đứng trục 1 10, được chưa? Đó, hay là trong 3D đây, được chưa? Tức là gì? Nói lại nhá, nguyên lý tạo ra mặt đứng này. Đứng ở trước cái mặt đứng chúng ta cần tạo, đấy, nhìn vào nó, sau đó là chúng ta chiếu nó lên mặt phẳng thẳng đứng và nhìn thấy cái gì ở trên cái mặt phẳng thẳng đứng đó thì chính là mặt đứng chúng ta cần tạo. Và nguyên tắc đọc tên là đọc tên theo trục từ trái sang phải là trục 1 10, mặt đứng trục 1 10. Đây.
đứng từ đây nhìn vào thì trái đây là 1, 10 đây đúng không? Tương tự đấy, đối với các cái mặt đứng khác. Đấy, giả sử bây giờ tôi muốn tạo cái mặt đứng ở bên này. Đấy, thì tôi đứng trước cái công trình này, tôi quay mặt tôi nhìn vào cái mặt đứng này và tôi chiếu thẳng lên mặt phẳng thẳng đứng. Đấy, được chiếu lên này, chiếu lên mặt phẳng thẳng đứng. Đấy, từ 3D tôi chiếu lên thẳng thẳng đứng vuông góc nha. Chiếu công trình này lên mặt phẳng thẳng đứng không? Thì tôi thấy cái gì thì các cái chi tiết ở trên bản vẽ thể hiện trên cái mặt phẳng thẳng đứng đó thì chính đó là bản vẽ mặt đứng mà chúng ta cần thể hiện, thấy chưa? Ở đây thì là mặt đứng chụp bao nhiêu? Đấy, thì vừa rồi cái bản vẽ vừa rồi tôi đứng ở bên này, tôi nhìn vào đứng ở đây nhá, tôi nhìn vào bên trong công trình này thì là từ đọc thêm theo trục từ trái sang phải, trục đây là trục gì? G, trái là trục G và phải là trục gì? Trục A. Thì chúng ta đứng đây chúng ta quay vào thì bên trái là trục G mà đúng không? Đấy, và đây là mặt đứng trục GA. À, thì chúng ta sẽ có mặt đứng trục GA đây, mặt đứng trục GA có đúng như gì tôi đang chiếu lên đúng không ạ? Thấy chưa? Tương tự đấy, sang bên này, sang bên này nhá. Đây, tôi đứng vào cái mặt đứng này, đứng trước cái mặt đứng này, tôi nhìn vào công trình, sau đó tôi chiếu lên mặt phẳng thẳng đứng, tôi chiếu lên mặt phẳng thẳng đứng đấy, và tôi nhìn thấy cái chi tiết gì ở trên mặt phẳng thẳng đứng này thì đó chính là cái mặt đứng mà tôi cần thể hiện. Và đọc tên trục là gì? Đây, bây giờ tôi đã đứng ở đây. Tôi đứng ở đây, đứng ở đằng sau này, tôi nhìn quay mặt, tôi nhìn vào công trình. Đấy, thì bên trái của tôi là trục 10, bên phải của tôi là trục 1, thì là mặt đứng trục 11. Đây, đứng trục 11 đây. Đấy, 11, đấy, giống như hệt như gì tôi đang thể hiện trên 3D chưa? Rồi, tương tự, còn mặt đứng cuối cùng. Đấy, tôi đứng ở đây, đứng trước mặt đứng này, tôi nhìn vào mặt đứng này. Đấy, và tôi chiếu lên mặt phẳng thẳng đứng. Thì tất cả những cái chi tiết gì mà thể hiện ở trên mặt phẳng thẳng đó là mặt đứng chúng ta cần thể hiện, được chưa? Kể cả cái này nha, tất cả những cái gì nhìn thấy, được chưa? Đó, thì chúng ta có tên mặt đứng trục là bao trục bao nhiêu? Đấy, bây giờ tôi đang đứng ở bên này, tôi nhìn vào thì bên trái của tôi là trục A, bên phải của tôi là trục G. Đứng đây nhìn vào mà, là mặt đứng trục AG. Đó, được chưa? Rồi trên mặt đứng này thì thể hiện những cái gì? Đấy, thì tôi mở lên cho anh em xem. Đấy, thì đấy là cái cách mà thể hiện nguyên lý mặt đứng nhá. Đấy, và chúng ta cần biết là triển khai bao nhiêu mặt đứng thì chúng ta biết cách rồi đúng không ạ? Đứng bốn phía thôi, sau đó nhìn nó vào và chiếu nó lên, nhưng mà phẳng là đứng có cái gì thì chúng ta vẽ ra cái đó. Đấy, nhưng mà bây giờ đối với cái công nghệ Revit thì chúng ta tự động nó xuất ra luôn mặt đứng, nhưng ngày xưa các bạn phải ngồi tưởng tượng. Đấy, tưởng tượng là gì? Mặt đứng này chiều cao như thế này, gồm những chi tiết này, tức là bạn phải tưởng tượng được cái khối 3D. Đấy, nhưng mà ở đây trong Revit là nó nhìn luôn cái khối 3D rồi và nó tự động nó xuất ra mặt đứng cho bạn. Còn nếu mà bạn dùng CAD thì bạn phải tưởng tượng cái khối 3D đó và bạn sẽ thấy những cái gì trên đó thì bạn phải vẽ cái đó, nó rất là khó đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ Revit giúp anh em không cần phải học chuyên ngành kiến trúc, nó thể tạo ra làm được các bản vẽ kiến trúc là vì như vậy thì nó tự động. Rồi bây giờ tôi xuất cái bản vẽ tự động ra nha cho anh em xem. Ok, trong Revit rất hay, rất tuyệt vời, các bạn nên học cái khóa này. Nếu các bạn là học dân dụng thì học cái khóa về Revit nhà dân dụng, hay là gọi tên khóa chiến binh Revit hoặc là vua Revit của tôi trên website lương.net. Nhà công nghiệp thì họ học khóa về Revit nhà công nghiệp. Rồi bây giờ tôi sẽ thể hiện anh em, cho anh em cái mặt đứng nó tự động nó xuất ra như nào. Rồi tôi sẽ lên trên cái mặt đứng trục, tôi lấy một cái mặt đứng ví dụ đi, mặt đứng trục AG này. Đó, thì khi mà chúng ta đã có cái mô hình 3D rồi thì tự động phần mềm nó sẽ xuất ra cái mặt đứng này, không phải ngồi tưởng tượng giống như trong AutoCAD nữa. Đấy, vừa rồi tôi nói nguyên lý để cho anh em hiểu. Đó, thì trong đây là các bảng vẽ về nó tự động xuất ra 2D luôn. Đấy, và trong này bạn phải ghi chú cái gì? Đấy, nó gồm những cái chi tiết gì, ví dụ như tôn này, cửa đi này, cửa sổ này, cửa đi cửa sổ kích thước bao nhiêu này, được chưa? Đấy, chỗ nào là có tường xây này, đấy, chỗ nào có tôn tường này, và tôn là tôn của hãng nào, màu gì, dày bao nhiêu này. Đấy, thì bạn phải chỉ ra chỗ nào có ống nước này, được chưa? Đấy. Ok, rất tiện lợi, rất dễ dàng. Sau đó là bạn trong Revit thì nó làm được cái là nó xuất luôn ra thêm cái bản vẽ phối cảnh 3D của cái mặt đứng trục AG này. Tôi lấy ví dụ mặt đứng trục AG này. Thì bạn thì chủ tư họ nhìn lên họ hiểu, hóa ra đây là cửa sổ, hóa lên cửa đi, hóa ra đây có cái bán mái nữa, hóa ra đây là tôn nó chéo như này. Người ta sẽ hình dung được ngay. Đấy, còn nếu mà AutoCAD thì chịu chết, nó chỉ vẽ được mỗi cái bản vẽ 2D này thôi, và bạn phải ngồi tưởng tượng chán đi, chán chê, và bạn còn phải hiểu nguyên lý tưởng tượng của kiến trúc nữa, bạn phải học kiến trúc bạn mới vẽ được này, được chưa? Nhưng mà đây không, có mô hình 3D xong là tôi tự động xuất ra, vừa 2D và vừa phối cảnh 3D luôn, rất rất tuyệt vời, được chưa? Đấy, sang cái mặt đứng khác nha, trục GA. Đấy, vừa rồi tôi hướng dẫn anh em là cái nguyên lý tạo ra mặt đứng, đấy, cái chi tiết mà cần phải hiện trên mặt đứng là gì, để từ đó anh em sẽ đọc được bản vẽ về mặt đứng này. Đó, bản vẽ mặt đứng này 2D đây, chiếu thẳng vào cái mặt phẳng thẳng đứng là gồm có những cái gì, là ghi chú các những cái gì, đinh kích thước ghi chú, rồi cao trình, sau đó là 3D đây. Đấy, nhìn này ai chả hiểu đúng không? Đấy, anh em thấy Revit có tuyệt vời, có mạnh không ạ?
quá hay, quá đẹp vời. Tiếp theo là đứng trục 1-10. Đấy, và tôi dạy anh em này dưới dạng 2D và 3D anh em cũng dễ hiểu hơn đúng không? Đó, chứ không phải ngồi tưởng tượng nữa. Đây, trục 1-10 vừa rồi tôi bảo chiếu lên cái gì thì chúng ta có cái nó xuất ra luôn tự động cho ta cái mặt đứng này. Rồi, và anh em sẽ có luôn cái phối cảnh này. À, nhìn đây chủ đầu tư sẽ hiểu luôn là gồm những cái gì ở cái mặt đứng này. À, mặt đứng trục 11. Rồi, tạm đợi một chút. À, nếu các anh em nào mà cần tư vấn gì về Revit thì cứ liên hệ với tôi. Facebook có rồi, Zalo có rồi đấy. Đấy, mà đứng trục 11 đây. Đấy, và phối cảnh 3D đây. Để cho người ta nhìn, người ta đứng lên, người ta nhìn vào người ta dễ hiểu. Ok, đó thì đấy là cái nguyên lý tạo ra mặt bằng mái, mặt đứng và các cái cần, chi tiết cần phải thể hiện ở trên mặt đứng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở bài học tiếp theo. Có gì cứ liên hệ cho tôi qua Facebook cá nhân của tôi. Được chưa? Có Facebook cá nhân của tôi đây. Hoặc là Zalo 0963459288. Đấy. Hoặc bạn gọi cho tôi trực tiếp cái số điện thoại vừa rồi và tôi sẽ trả lời thắc mắc tất cả cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. À, một số anh em hỏi là học Revit miễn phí đâu thì bạn vào website là revitbox.net, revitbox.net. Được chưa? Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở bài học tiếp theo về cái khóa cách tổng quản công nghiệp.